theo đây là cây cầu Vĩnh Tuy, cây cầu mới được khánh thành ở quận Long Biên. Cầu Vĩnh Tuy bắt đầu từ phố Minh Khai qua sông Hồng đến địa phận của thôn Nha, phường Long Biên. Bàn qua khu công nghiệp Sở Đồng B và điểm chân cầu Tuy là khu đô thị mới Sài Đồng. Hôm nay khu đô thị mới Sài Đồng có các loại đơn giản như là chung cư, biệt thự xây thô và đất biệt thự đấu giá. Đây là quang cảnh phía bên đầu cầu phía trạm. Từ phía Thạch Bàn qua bên Minh Khai chỉ mất 10 phút đi xe máy. Từ khi có cây cầu thông, lưu lượng phương tiện qua đây cũng tương đối cao, đã rút ngắn thời gian cho những người dân đi từ các phía như Thạch Bàn, Sài Đồng, Cự Khối và phía Gia Lâm qua khu vực quận Hoàng Mai, quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình nhanh hơn, thậm chí có thể sang quận Thanh Xuân cũng nhanh hơn. Khi khách hàng có nhu cầu mua bán đăng tin quảng cáo bất động sản tại quận Long Biên, huyện Gia Lâm, vui lòng liên hệ chúng tôi, nhà đất Long Biên.com. Xin cảm ơn.